xuất sắc đánh bại U20 Qatar, U20 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng. Quốc Việt tiếp tục săn bàn sắc bén, trong khi Văn Trường cũng chơi xuất sắc giúp U20 Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước U20 Qatar tối qua ngày 4 tháng 3 để đoạt ngôi đầu bảng B một cách xứng đáng. Màn chịu đấm ăn xôi hoàn hảo của huấn luyện viên trưởng U20 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thực sự rất tự hào với cách U20 Việt Nam đánh bại U20 Úc ở trận ra quân. Nhưng sau những lời khen ngợi, đến ngày hôm sau ông lập tức dội nước lạnh cho cả đội khi chỉ ra rằng U20 Qatar sẽ là đối thủ rất khó chịu. Thực tế sân cỏ đã chỉ rõ điều đó. Không còn đường lùi sau trận thua ngày mở màn. U20 Qatar buộc phải dâng cao tấn công. Khác với cách chơi bóng giàu sức mạnh và kỷ luật của U20 Úc, các cầu thủ Qatar nhanh và linh hoạt hơn. Việc U20 Úc bất ngờ thắng U20 Iran 3-2 ở trận đấu trước đó cùng ngày 4 tháng 3 khiến thế cục của bảng B trở nên vô cùng phức tạp vì cơ hội đi tiếp và bị loại vẫn mở ra trước mắt cả 4 đội. Điều đó càng thôi thúc U20 Qatar phải thắng để giúp họ giữ được quyền tự quyết. Nói cách khác, U20 Qatar buộc phải chơi, tất tay, tìm bàn thắng và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho U20 Việt Nam sẵn sàng thế trận, chịu đấm ăn xôi để chờ cơ hội đánh bại đối thủ. Cũng như trận gặp U20 Úc, U20 Việt Nam chịu áp lực khủng khiếp khi U20 Qatar kiểm soát bóng lên đến 68%, với tỷ lệ chuyền bóng thành công là 84% so với tỷ lệ lần lượt là 32% và dưới 60% của chúng ta. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi hậu vệ phải số 1 Hồ Văn Cường bị đau rời sân, thay bằng Ngô Hồng Phúc. Nhưng thực tế tình huống Văn Cường va chạm với thủ môn Ami, U20 Qatar, chính là tín hiệu trả đòn của U20 Việt Nam, khi trước đó đã ít nhất 2 lần chúng ta thoát pressing và đưa bóng rất nhanh ra sau lưng hàng phòng ngự đối thủ. Sau 2 lần việt vị, Quốc Việt đã có lần thoát xuống thành công và đánh bại Ami bằng cú sút bất ngờ vào góc gần mở tỷ số trận đấu. Chiến thắng tuyệt vời của cả tập thể. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát, chỉ có điều chỉnh nhỏ nhưng hiệu quả trên hàng công. Văn Trường từ bỏ vị trí trung phong cắm để lùi xuống hỗ trợ phòng ngự cho cặp tiền vệ trung tâm Đức Việt, Đức Phú. Sải chân dài và khả năng tranh chấp tốt của anh đã chia lửa đáng kể cho tuyến giữa, trước khi tung đường chuyền sắc bén mở ra bàn thắng của Quốc Việt. Một điểm rất đáng khen của U20 Việt Nam là sự trưởng thành về tâm lý và bản lĩnh. Rõ nét nhất là hàng phòng ngự với ba cái tên chỉ mới 18 tuổi, sinh năm 2005, là thủ môn Văn Bình và hai trung vệ Nguyên Hoàng. Mạnh Hưng đã chơi rất tỉnh táo. Sự trưởng thành về tâm lý càng thấy rõ trong hiệp 2, khi U20 Việt Nam càng chơi càng hiệu quả trong tranh chấp, luân phiên bọc lót nhau. Sau bàn thua từ quả 11m có phần nặng tay của trọng tài, U20 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 do công của Văn Trường, cầu thủ xuất sắc nhất trên sân với một bàn thắng và một kiến tạo, ở phút 90. Một chiến thắng quật cường và xứng đáng cho U20 Việt Nam. Việc U20 Úc đánh bại U20 Iran với tỷ số 3-2 khiến cục diện bảng B trở nên khá phức tạp, ngoại trừ U20 Qatar đã bị loại thì cửa đi tiếp vẫn mở rộng cho cả ba đội U20 Việt Nam, Úc và Iran. Thực tế, 6 điểm vẫn chưa thể bảo đảm xuất vào tứ kết cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Việc vòng chung kết U20 châu Á ưu tiên xếp hạng dựa trên thành tích đối đầu sẽ tạo lợi thế cho người Úc. Chỉ cần thắng U20 Qatar ở lượt đấu cuối, họ sẽ rộng cửa đi tiếp. Nhưng lợi thế vẫn đang nằm trong tay U20 Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.